Đây mình sẽ hướng dẫn cách xịt vàng nóng nha. Đây mình xịt theo cái hướng mà cái hướng thằng vuông góc với cái vàng nóng. Từ dưới lên hoặc là từ trên xuống nha. Chúng ta xịt trên đều tay. Lưu ý là đường nước mình á là nó sẽ vô vuông góc với cái lưới để tránh trường hợp mình xịt xéo á nó sẽ ảnh hưởng đến mớp vàng. Đây có một cái vị trí mớp rồi. Đèn luôn, tránh là không xịt vô ngay cái nguồn điện của máy lạnh đây, sẽ cháy máy lạnh. Cái quạt này chúng ta lấy cái vít đó mình giữ cái quạt lại, tránh cho cái quạt nó xây ha, quạt nó xây để tạo cái dòng điện một chiều á, thế mình cháy cái motor. Cái này xịt sơn vô mình quay á, clip không có xịt được.